chị em đã đến tham dự buổi nhạc thánh ca Giáng sinh yêu thương tối nay của công đoàn Kelo Giáo xứ Saint Barnabas Church. Con rất là vui mừng được thấy tất cả nhiều quý vị ở lại để tham gia chương trình Giáng sinh năm nay. Và quý vị sẽ an tâm thì sau khi cái buổi concert này, chúng ta sẽ qua hậu trường để chúng ta cùng nhau ăn những chén cháo. Hy vọng là quý vị ở lại trong những giây phút cuối. Quý vị cũng biết là trong chương trình hôm nay thì sẽ có ba ca đoàn, ba thế hệ. Chúng ta sẽ có ca đoàn thiếu nhi do chị ca trưởng Hoài Phương, và chúng ta có ca đoàn thánh tâm, ca trưởng là ông Nguyễn Đình Long, và ca đoàn thứ ba là ca đoàn Gloria và những người bạn cũ, ca trưởng là ca nhạc sĩ Trần Trúc. Thì trong tinh thần đón Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta. Chúng ta nghe trong Thánh Kinh nói chúng ta không thể làm cái gì được, nhờ ơn và chúng ta phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Và bây giờ đây, trước khi chúng ta bắt đầu vào chương trình thánh ca Giáng sinh yêu thương của chúng con xin mời các bạn chị em hãy lắng đọc tâm hồn để cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cái đời sống của mình, đặc biệt là qua những bài ca nhà ca Giáng sinh hôm nay. Với sự hướng dẫn của chúng, Chúa Thánh Thần sẽ đưa giúp chúng ta đón Chúa hài lòng một cách đặc biệt hơn. Và bây giờ chúng ta hãy đọc tin cuối xin Chúa sáng soi. Cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi nào. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi việc, mỗi việc chúng con được mọi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Trời thậm chí phủ kín cả những tâm hồn
ngày càng trở nên lạnh giá, trở nên chai sạn và buông thả mình cho những dục vọng trần gian. Nhưng với chúng ta, với niềm tin mãnh liệt và tình yêu Thiên Chúa, mùa đông đến cho dù bao lạnh lẽo, chúng ta vẫn xác tín rằng chúng ta không bao giờ cô đơn buốt giá. Chúng ta vẫn tràn đầy hy vọng và mong chờ một tình yêu sẽ giáng sinh. Trong tâm tình thiết tha, hy vọng, yêu thương và mong đợi đó, Cộng đoàn Thánh Phêrô Huntington Beach trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc hành trình giáng sinh yêu thương của niềm hy vọng với tình yêu bao la của Chúa Hài Đồng, người đã chấp nhận bỏ mai vàng sinh xuống trần gian vì nhân loại Ngài rất đỗi thương yêu. Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi khung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạc xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Để bắt đầu chương trình ca nhạc ngày hôm nay, xin mời quý vị, tất cả chúng ta hãy cùng với những thiên thần nhỏ bé xinh xắn trong ca đoàn thiếu nhi, chúng ta cùng nhau sửa dọn tâm hồn với tiết mục hợp ca liên khúc Dọn Đường Chúa. Chính đó hơn say xưa.
có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng khi con người yên. Trong cuộc sống gian thang, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.